Em chào tất cả mọi người nha. Lời nói đầu tiên thì Nhân xin kính chúc cho anh chị em của chúng mình luôn thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống nha. Có lẽ là nhiều anh chị em của chúng mình sẽ thắc mắc vì sao bữa nay Nhân đeo kính. Bữa nay em đeo kính để mà chiếu yêu nha cả nhà, để xem coi là yêu quái mà nó có lừa đảo lừa gạt để mình biết mình tránh ra nha. Nói vui vậy thôi chứ trong video này mình sẽ trả lời câu hỏi của rất là nhiều anh chị comment cũng như là nhắn tin cho em ha. Mọi người hỏi là thấy Nhân chia sẻ nhiều mỗi hồi như vậy, vậy thì cái sở trường của Nhân là gì? Thì mình chia sẻ luôn, thật sự là mình cũng không có sở trường, nhưng mà theo cá nhân của mình nha, mình nghĩ có lẽ là mình hỗ trợ cho mọi người làm lọc xử lý nước với lại huấn luyện cá nó dạng người á, mà không cần sử dụng những cái sản phẩm nó đắt tiền nha cả nhà. Điển hình như trên video mọi người thấy đây là hồ của em Duy nha. Thì như mọi người cũng thấy là cái tình trạng hiện tại bây giờ trong hồ của em Duy là nước của mình đục nè, cá thì nhát người nằm đái không bơi. Thật sự nếu mà nuôi cá giống như trong video á thì thật sự ai cũng nản hết. Thì khi mà Duy vô tình xem được video của mình á, Duy có comment nói là anh Nhân ơi, anh có thể nào hỗ trợ giùm cho em để mà cá nó dạng người được hay không? Thật sự là đam mê, nhưng mà nuôi cá thấy cái tình trạng này nản quá. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Đây là cái kết quả sau khi mình hỗ trợ giùm cho em Duy nè mọi người. Thật sự là hồ của mỗi anh chị em của chúng mình á, nó sẽ có một cái để mà mình điều chỉnh khác nhau. Vậy thì trong cái video này Nhân muốn truyền tải cái thông điệp đến tất cả mọi người. Ở đây mình không có tài giỏi hay là bất cứ một cái gì cả, nhưng mà được một số cái kinh nghiệm thì mình chia sẻ lại anh chị em của chúng mình á. Con cá coi này thực chất nó dễ nuôi nha cả nhà. Chỉ cần mọi người làm cái lọc nó tốt là được rồi. Lọc thì trong đó nó sẽ có nhiều yếu tố giống như là luồng nè, oxy nè, rồi lực hút nè. Đó, thì những cái yếu tố đó nó sẽ tạo thành một cái bộ lọc của mình hoạt động một cách hoàn chỉnh và hiệu quả nhất có thể nha. Thì từ khi mà mình điều chỉnh lại ngay chỗ phần lọc của em Duy thì cá trong hồ mọi người thấy nó bơi tung tăng, nó dạng người, nó múc tay, rồi nước trong hồ của mình đẹp hơn, nó không có bị cái hiện tượng giống như ban đầu là nước bị vàng, bị xanh rồi cá nhát người. Thì sau khi mà hồ của mình cá khỏe mạnh dạng người thì thật sự là em Duy rất là vui. Nên là ngày hôm nay một lần nữa mình chia sẻ hồ của em Duy lên để cho anh chị nào ở nhà, nếu như hồ của mình đang gặp cái tình trạng tương tự giống như của em Duy á, mọi người chưa biết làm như thế nào, mình cần một cái người hỗ trợ tư vấn, đặc biệt là miễn phí nha, thì anh chị em của chú mình cứ nhanh tay liên hệ với lại Nhân, mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho cả nhà hoàn toàn miễn phí 100% nha. Thì trong video này Nhân muốn truyền tải thông điệp đến mọi người nè, đặc biệt là mấy em mà mới lớn mà tập cái tánh mà lừa đảo á. Ở đây là anh Nhân chia sẻ hỗ trợ cho anh chị em của chú mình là hoàn toàn miễn phí nha, xuất phát từ cái tâm của Nhân. Mấy em có xem được video của anh Nhân á, có lừa đảo thì lừa đảo ở đâu lừa đảo nhau, anh Nhân tư vấn miễn phí, đừng lừa đảo tội nghiệp anh Nhân nha. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ nha. Anh chị em của chú xem được video của Nhân á, thấy những cái mà mình chia sẻ nó hữu ích thì cho mình một lượt thả tim, follow kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nha. Một lần nữa mình xin kính chúc cho anh chị em của chú mình xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất nha. Anh chị cần một cái người hỗ trợ tư vấn xử lý nước nè, làm lọc nè, huấn luyện cá dạng người, hoặc là mọi người cần xây hồ mới bản vẽ thì liên hệ với lại Nhân nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
blue eyes fade to gray as you fade away.